Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tiếp theo là mình tập lớp 2 từ câu 9 tới câu 16. Câu 9, vế 1 câu 9. Á xề là một nhịp. Công là nhịp ngoại. Luôn là dế 2 của câu 9. C sừ u cầm là một nhịp. Rồi công xề c sừ là một nhịp nữa. Là c sừ u cầm công xề xê sừ. Sau đây là đàn lại nguyên câu chính. Cái cách đánh của câu chính là á xê là á xề là ngón trỏ. Á là ngón cái, xề là đánh ngón trỏ. Rồi công là đánh ngón cái, C đánh ngón cái luôn, sừ đánh ngón trỏ, U đánh ngón cái, cầm đánh ngón trỏ, công đánh ngón cái, xề đánh ngón trỏ, C đánh ngón cái, sừ đánh ngón trỏ. Liêu u sừ là một nhịp. Rồi liêu xề là một nhịp ngoại. Cái cách đánh của dế 1 câu 10. Liêu đánh ngón cái, u đánh ngón cái luôn, sừ đánh ngón trỏ, liêu đánh ngón cái, xề đánh ngón trỏ. Rồi công C U cầm công. Công C U cầm công là nhịp ngay chữ cầm. Rồi xề C sừ là nhịp ngoại. Các bạn chú ý là chỗ cầm công xề C là mình phải đánh nhanh, tại lên tới chữ sừ nó mới thành nhịp ngoại được. Sừ cầm xê công là một nhịp đó.
đánh của dế một của câu 11 là á cái ngón cái, C là đánh ngón trỏ, sư là đánh ngón cái, rồi còng là đánh ngón trỏ, xê công là đánh ngón cái. Tiếp luôn là dế 2 của câu 11. C sừ là một nhịp, U cầm công xê là một nhịp đó. Cách đánh của dế 2 câu 11: cầm đánh ngón trỏ, công đánh ngón cái, C đánh ngón cái, sừ đánh ngón trỏ, U đánh ngón cái, cầm đánh ngón trỏ, công đánh ngón cái, xề đánh ngón trỏ. Sau đây là đàn nguyên câu 11. Liêu ô sừ là một nhịp, liêu xề là nhịp mãi. Cách đánh dế 1 của câu 12: liêu ô là đánh ngón cái, sừ đánh ngón trỏ, liêu đánh ngón cái, xề đánh ngón trỏ. Dế 2 câu 12: á xề là một nhịp, cầm xê là nhịp ngoại. Cách đánh của dế 2 câu 12 là á là cái ngón cái, xê là ngón trỏ, cầm là ngón trỏ luôn, xê là ngón cái. Sau đây là đánh lại nguyên câu 12. Dế 1 câu 13: sư sừ, công xề là một nhịp. Sư sừ, công xề là một nhịp, là công là nhịp ngoại. Cách đánh của dế 1 câu 13: sư đánh ngón cái, sừ đánh ngón trỏ, công đánh ngón cái, xề đánh ngón trỏ, công đánh lại ngón cái. Tiếp theo là dế 2 của câu 13: C sừ là một nhịp, U cầm công xề là một nhịp đó.
đánh với 2 cộng 13 là còng đánh ngón trỏ, còng đánh ngón cái, C đánh ngón cái, sừ đánh ngón trỏ, U đánh ngón cái, còng đánh ngón trỏ, còng đánh ngón cái, xề đánh ngón trỏ. Sau đây là đàn nguyên của 13. Rồi câu 14. Tiếp theo câu 14. Câu 14 là trùng câu 2. Công u còng là một nhịp, công xề nhịp ngoại. Công xề nhịp ngoại là á xề một nhịp, còng xê nhịp ngoại. Rồi câu 17, câu 15. Câu 15, 16 là trùng câu 7, câu 8. Câu 15 trùng câu 7, câu 16 trùng câu 8 là hết lớp 2. Sau đây là đàn lại lớp 2. Rồi lớp 3 tiếp tục. Lớp 3 từ câu 17 đến câu 24. Câu 17 nó trùng câu 13. Câu 18 trùng câu 2. Câu 19 trùng câu 7. Câu 20 trùng câu 8. Câu 21 trùng câu 9. Câu 22 trùng câu 10. Câu 23 trùng câu 11. Câu 24 trùng câu 12. Là hết lớp 3. Sau đây là đàn lớp 3. Đến câu 32. Câu 25 trùng câu 13. Câu 26 trùng câu 2. Câu 7 trùng câu 3. 27 trùng câu 3. Câu 28 trùng câu 4. Câu 29 trùng câu 5. Câu 30 trùng câu 6. Câu 31 trùng câu 7.
câu 32 trùng câu 8 là hết lớp 4. Sau đây là đàn nguyên lớp 4.
Đến đây là mình đàn hết 4 lớp, là mình dòng lại lớp 2, lớp 3, lớp 4. Mình tập dòng vậy cho nó quen, đằng tới khi mình vô đàn cúng thì mình cũng dòng y như vậy. Còn cái giọng điệu của bài Năm Xưng thì mình chỉ rung nhẹ chữ C. Chữ sang mình cũng rung nhẹ. Sang, cái kỹ thuật sang là sang mình rung nhẹ thành thành qua chữ C á. Mình cải chữ sang rồi mình nhấn vô chút xíu. Xin chào các bạn, chúc các bạn tập tốt.